Chào mọi người, nãy mình có thêm một ít cân. Mình sẽ quay chi tiết rồi báo giá cho mọi người nhé. Đầu tiên sẽ có một cái cân siêu rẻ. Siêu rẻ mà theo mình nghĩ mục đích mình bán cái cân này á, chỉ để về mọi người để khuyến thôi. Đây, khuyến này thì ở ngoài nó bị rỉ, khuyến bị rỉ nha mọi người. Nhưng mà ở phía trong này á, là sứ xám thì nó vẫn còn y. Nhất là cái khuyến này, khuyên lớn nha mọi người. Đây là một cái cần rút đây, nó thì chỉ bị gãy cái đọt ở đấy thôi, ở đây thì bị bể rồi một khúc, hai khúc, ba, bốn, năm, sáu khúc, hai, bốn, sáu, 24 nha mọi người, 23. Chắc là 24 hoặc là bị gãy khúc con 24, 23 đó. Đây. Bạt thì bạt vặn đó này. Bạt vặn này. Tay cầm này sộp này. Nhưng mà cái này thì mục đích mình bán á chỉ để về cho mọi người lấy cái khuyến thôi này, lấy khuyến thay cân là khác này. Khuyến này rất là ngon. Hôm bữa mình đi hỏi mua khuyến để thay cho cái cân mình chơi mà khuyến mà đúng khuyến xinh đó. Mà khuyến loại này cũng phải là 80-90 ngàn một cái. Khuyến này thì khỏi chế nha mọi người. Cái này cả số 1 mới bán 80 ngàn. Đó, ok. Khuyến số 1 80. À, cả số 1 80 ngàn. Cái số 2 là một cái cân cân giả trúc, cân tái trơ máy giả trúc này, quần nhờ này, này bát là Fuji FN5. Cái này vươn ra là 3,7 m nha mọi người, vươn ra 3,7 m, thu về như thế này là 85 cm, vươn ra 3,7 m. Đó. Ok. Mình sẽ xem này. Từng giọng ở phía trong. Đây, ở trong đây là khuyến ẩn hết mọi người. Đọt này là đọt 0.9 này. Đọt 0.9. Đọt này đây thì đọt sợi thủy tinh. Đây. Nó có 1, 2, 3, 4, 5 giống. 5 giống vươn ra là 3,7 m. Thu về là 85 cm. Đó, cái này thì ngoài hình con khá là đẹp. Ở đấy người ta cũng có bọc nhờ này. Bọc nhờ chống nứt á. Đây, bọc nhờ chống nứt nha mọi người. Đây, ngoài hình tổng thể của nó như thế này đây. Cái này con nút trên đầu đây này. Con nút đầu đây này. Đó. Cái này cái số 1. Cái này thì mình không thấy không đây có cái tem mà nó mờ mất rồi, không biết của hãng nào, nhưng cái này hình như của Olympic thì vậy. À, cái số 2 chứ. Cái này cái số 2 nha mọi người. Cái số 2, cái này mình bán là bao nhiêu được nè. Cái này mình bán là 240 đi. 240. Ok. 240 ngàn. Rồi. Đây. Một cái cân tay máy trợ lực bạt Fuji FS6. Fuji FS6. Cái này á, thu về như thế này là 90 cm này. Còn vươn ra để mình xem này. Vươn ra 3 m nha mọi người. Vươn ra 3 m.
Đây, cái cân này có 4 giống. 4 giống. Còn khuyến thì là khuyến trượt. 4 giống, khuyến là khuyến trượt. Những cái khuyến này cũng là để bảo vệ chống nứt tướng nha mọi người. Đọt của nó đọt 1 tí rưỡi. Đọt này đọt dẻ 1 tí rưỡi này. Sợi thủy tinh. À, nó bị nứt ở đây rồi. Sợi thủy tinh. Nó bị bể chỗ này rồi. Bị nứt chỗ, bị bể chỗ này rồi. Không sao, cái này thì về mọi người đưa đầu bú xuống đấy thôi. Cắt rồi đưa đầu bú xuống đấy thôi. Đưa đầu khuyến này xuống đấy thôi. Không sao hết. Ok. Khuyến thì tất cả khuyến đều con đẹp. Chỉ có khuyến này. Khuyến này mất đá. Khuyến này mất đá này. Đây. Cái này cả số 3, mình bán 180 nhá. Số 3 bán 180.000. 180. Rồi. Tiếp vẫn là một cái cân rút máy trợ. Đây. Đọt này. Đọt đấy nhá. Đọt này đọt dẻo một tí. Đây, một tí đọt dẻo. Ok. 1 2 3 4. Cái này vươn ra dài 38 4 khúc. Nó có 4 đoạn. Vươn ra dài 38. Thu về như thế này á, thu về như thế này là 109 cm. Thu về như thế này là 109 cm này mọi người. Đây. Những chỗ này đều có bọc inox hết này, bọc kim loại hết này. Này, những cái khuyên ẩn. Ẩn trong đây. Đây có một khuyên cái là đá trắng nha mọi người. Đá trắng, sứ trắng đó. Đây, cái này là cái số 4, mình bán 200. 4, 200. Ok. Rồi. Thêm một cây nữa. Glass red. Này. Cây này 24. Thu về như thế này là 89 cm này. 89 cm này mọi người. 89 cm nha. 24. Bát bát gì đây? Bát có ký hiệu gì đây? Hê hú sâu. Bi. Bát trượt này. Cái này dài 24, ngoài hình như con khá là mới. Cái này ngoài hình của nó còn khoảng 80% á mọi người. Đó. Này. Tất cả khuyến đều còn đẹp hết nhá. Tất cả khuyến đều còn đẹp hết nhá mọi người. Này. Tất cả khuyến đều còn đẹp. Đọt này đọt hình tháp này, chịu lực này. Khuyến này khuyến trượt này. Đầu bú còn ngon này. Đọt này đọt 24. Độ cứng khoảng 25 trở lên. Độ cứng 25 trở lên nhá. 1 giống. 2 3. 3 giống. Cân này rất là nhẹ. Mình cố đem cái cân ra để cân mất rồi, mọi người thông cảm. Đây. Cái này cái số 5, mình bán 250 nha mọi người. 5 250. Rồi, một cái cân mini. Đây, cân mini. Đây là tay bọc xốp. Bát ra bật vặn nhựa nhá. Đây. Tất cả cái này đều có bọc inox. Bọc inox hết nhá. Này. Khuyên khuyên đã đen hết nhá mọi người. Inox còn rất là sáng. Đây, loại này inox không rỉ, rất là sáng. Cái này vươn ra như thế này 1m6 này. 1 đốt, 2 3 4 5 đốt 1m6.
một mét sáu em, năm đốt. Đó, ok. Ship back. Cái này thú về á, thú về thì chỉ có 43 cm, 43 cm. Đọt của nó tới 1.9 ly, đọt cứng 1.9. Độ cứng này, độ cứng 15-20 nha, 15-20 nha mọi người. Rồi, cái này là cái số mấy ra đây, để mình một chút nhé. Cái số 6, cái số 6 này mình bán 200. Cái này còn rất là mới. Số 6 200 này. Cái này còn rất là mới nha mọi người. Rất mới và đẹp. Số 7 là một cái cân 3 khúc. Đây, cân 3 khúc. Cân gỗ 3 khúc. Ủa? Cả này dưới là cân gỗ. Ở phía trên nó đang bằng chất liệu gì đấy? Chất liệu này hình như nhựa, nhựa thủy tinh. Cái cân này, cân Olympic này, ngoài hình của nó thì còn khoảng 70%. Đây, nó có khuyên cải đây. Khuyên cải này cũng là Olympic luôn mọi người. Khuyên này, khuyên Olympic luôn này. Đó. Đó, khuyên cải gặp được. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Khuyên là khuyên inox. Đầu bu thì có đá. Đá đen. Đá đen nha mọi người. Tất cả những cái này đều có bọc hết này. Bọc gần lượt hết. Bát là bát vặn. Inox không rỉ. Inox không rỉ nha. Đây, cái này á, để như thế này là 1m18 này. Còn vươn ra là 3m3. Vươn ra 3m3 nha. Đọt này á, rất là cứng. Đọt này đọt 3 ly 4. Đây, mình cho mọi người xem cái đọt. Đọt 3 ly 4. Ok. Đọt cứng. Độ cứng này phải là từ 40 30 trở lên nha mọi người. 30 trở lên. Đó, như cái đầu bố sướng như này. Ok. Đây. Bạt vàn phu, bạt vàn. Inox không rỉ. Khuyên cũng ấy, nó không rỉ. Cái này á là cái số 7, mình bán là 650. À 550 nha mọi người. Cái số 7. 550. 7 550 này. Ok. Rồi, một cái này là cái gì đây? Shimano. Shimano. Cái này còn khá đẹp. Ngoài hình cái này khoảng 80% nha mọi người. Đây, ngoài hình nó khoảng 80%. Cái này để như thế này á, là 1m2, vươn ra là 4m5. 4m5. Đọt của nó là đọt đọt bao nhiêu đấy? Đọt 2 ly rưỡi. Đây, cái này đọt hình tháp chưa được này. Khuyên có 1, 2, 3, 4, 5, 6 khuyên. 6 khuyên bao gồm cả đầu bu và khuyên cái. Khuyên cái gập được. Tất cả cái này đều là inox không rỉ hết. Ok. Inox không rỉ hết nha mọi người. Đây, inox không rỉ này. Đây. Rồi. Đọt. Đọt thì độ cứng này khoảng 30 trở lên. Đây, đọt 2 ly rưỡi. Độ cứng 30 trở lên. Đọt hình tháp chưa được. 1 đốt 2 này. Ba đốt. Bốn đốt. Năm đốt. Năm đốt nha. Năm đốt 4m5. Cái này phíp đỏ đấy. Cái cân này quá chất lượng luôn mọi người. Shimano nữa. Ok.
Rồi. Cái này là cái số 8. Cái này mình bán 800 ngàn nha mọi người. Cái số 8, 800 ngàn. Các giống ở phía trong rất là mới nha mọi người. Cái số 8, 800. Ok, cái số 8, 800. Đây. Đây có một cái cân FT. Đây, một cái cân mini. Tay này là xốp giả gỗ này mọi người. Bạt này bạt vặn inox không rỉ. Bạt vặn inox không rỉ. Đây. Cái cân này á, nó cháu chuột rất là kỳ. Nó FT này. Đó. Nó cháu chuột rất là kỳ nha mọi người. Này. Từng cái chỗ bọc bảo vệ này. Khuyến này. Khuyến inox hết. Đây. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đốt. Cái này 7 đốt. Vươn ra dài 2m3. Thu là chỉ có 33 cm thôi. Đọt của nó đọt 1.6. Đọt 1.6 đi nha. Đây. Đọt 1.6 đi. Ok. Này, cái này rất là đẹp. Cái này là cái số 9. Số 9. Số 9 này mình bán 280 ngàn nha mọi người. 280. Một cái cân mini rất là VIP. Đẹp. 2m3. Đây. Tiếp tới một cái cân Olympic. Cái cân Olympic ngoài hình thì còn khoảng 75%. Đây, ngoài hình tổng thể của nó thì đây 75%. Ở đấy á, thì người ta cũng nhờ giữ kia bạt này. Bạt của nó bạt trượt FS5. Bạt trượt FS5. Inox không rỉ. Cân này dài 38. 38 Olympic này. Đó, Olympic 38. Cái này thu về á, là 85 cm. Đây, 85 cm. Đọt của nó á. Đọt của nó là đọt 1.1 đi. Đọt dẻo. Dẻo. Đọt thì là đọt thủy tinh. Còn ở dưới đây là... Ở dưới đây cái gì ta? Dưới đây cũng sơ thủy tinh. Này, các đốt ở phía trong đang còn rất là mới nha mọi người. Đây, 1 đốt, 2 đốt, 3 đốt, 4 đốt, 5 đốt cả thảy. Khuyến thì là khuyến inox. Đây, có một khuyến inox ở đây. Đọt đây. Đây. Cái này cái số 10, mình bán 350 ngàn. 350. Cái số 11. Cái số 11, một cái cần rút. Có bọc bảo vệ chống nứt này. Đọt này đọt 0.9. 0.9. Này. Đọt thủy tinh 0.9. Ok. Đây. Ở cháu chuột từng cái bọc một này mọi người. Như thế này thì làm sao mà nứt. Đây. 1 đốt, 2 đốt, 3 đốt, 4 đốt, 5 đốt, 6 đốt. 6 đốt cả thảy nhá. Vươn ra là 4m7. Thu về là 87 cm. Vươn ra 4m7, thu về 87 cm.
khá là đẹp. Cây này khá chất lượng, nó không ghi thương hiệu gì hết á. Nhìn cái cân này thì ngoài hình còn khoảng 70%, 70% nha mọi người. Đây, một cái cân nội địa Nhật. Đây, cái này là cái số bao nhiêu rồi? Cái số 11, cái 11 này mình bán 250 nha mọi người, 250. Rồi, tiếp một cái cân. Cân này của hãng nào đây? Cái này mình cũng biết của hãng nào. Đây, ngoài hình tổng thể của nó thì như thế này. Như thế này á là 72 cm nha mọi người. Vươn ra thì là 3 m. 72 cm vươn ra thì 3 m. Được cuộn nhờ, cuộn nhờ đấy thì hết khoảng 50% cái cân rồi. Cuộn nhờ 50% cái cân rồi. Cân này theo mình nghĩ là Shimano. Bạt F Fuji FS7 này. Đây. Nhưng mà những cái khuyến này là khuyến nhựa thì nó bị bể rồi. Bể rồi, nó vẫn còn đá trắng ở trong đây. Chỉ có cái khuyến này mất đá trắng này. Khuyến này mất đá trắng. Đầu bu thì vẫn còn nguyên đá. Đây. Đọt này đọt 1.9. Đọt 1.9 nhá. Một đốt, hai đốt, ba đốt, bốn đốt, năm đốt. 5 đốt vươn ra 3 m. 5 đốt vươn ra 3 m nha mọi người. Rồi ok. Cái này cái số 12 mình bán 200. Mình bán 200. Rồi. Một cái cân tay nhỏ máy trợ lực Fuji FS5 FS6 bắt trượt. Đây. Ngoài hình của cây này thì còn khoảng 75%. Đây. Khuyến là khuyến trượt này. Đó. Con cái nút đâu đây nhá. Này. Này. Ở dưới đấy á, ở phần cản á thì người ta đang mang phíp đỏ nhá. Còn ở trên là sợi thủy tinh. Đây. Phần trên là sợi thủy tinh. Có những khuyên ẩn như thế này đây. Đó. Ở phía trên là sợi thủy tinh đặc nha mọi người. Đọt là sợi thủy tinh đặc. Sợi đặc nha. À, để mình đưa vào đây. Người ta sẽ như thế này đây. Cái này thì dài 2m1. 2m1. Khoảng thế. Đâu có. Cái này sao 2m1 được. 4, 32. Cái này 1m7. Cái này dài 1m7. Thu về 79 cm. 1m7 thu về 79 cm. Đọt của cái này á, là đọt 1 tươi nha mọi người. Đây đọt 1 tươi. Ok. Cái này rất là đẹp. Cả là phíp đỏ mà ở trên là sợi thủy tinh. Sợi thủy tinh đặc. Đọt sợi thủy tinh đặc. Cái này cái số 12 à 13 mình bán 200. 13 200 nha mọi người. Ok. Rồi, một cái cân
cần tay 4 khúc 36. Thu về như thế này á là 106 sen. Cây này đọt 1.9. Đọt 1.9 cứng. Đọt cứng 1.9. Đây, các giống ở phía trong đây, nó khá là đẹp. Cây này cũng là fip luôn. Cây này cũng chất liệu fip nha mọi người. Đây. Cái cân này khá là nhẹ. Ở dưới này được gia công nhám. Gia công nhám nè. Ok. Cái này cái số 10 mấy rồi? 14. Cái số 14. Cái số 14 này mình bán 250.000. 250.000. Thôi, mình bán 220 đi. 220.000 nhé. 14. 15. 15 là một cái cân kiểu kiểu như cái cân vừa rồi đó. Đọt 0.9. Vươn ra 1m3 à 4m3. Đây. Đọt dẻo 0.9. Ok. Vươn ra 4m3. 1 đoạn 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 đốt. 5 đốt nha. Thu về. Đây. Cái này cũng là fib, ở trên là sợi thủy tinh. Cái nó thu về là 102 sen. Thu về như thế này là 102 sen. Đây. Cái này cái số 15 mình bán 200. 15. 200. Rồi 16. 16 là một cái Shimano. Shimano này mọi người. Cái này thì được quấn nhờ từ gốc cán cho tới đến bát tới ngang đây. Cái này ngoại hình còn khoảng 70%. Bát này bát Fuji FS8. Bát lưỡng đây. Này. Bát Fuji FS8. Qua kỹ cho mọi người xem. Thanh trượt nắp trượt, nắp trượt là Shimano nha mọi người. Nắp trượt là Shimano. Đây trượt. Đây. Cái này như thế này á, thu về như thế này á là 113 sen. 113 sen. Vươn ra là 4 mét. Để mình xem là mấy đoán nhá. Đầu bú này. Đầu bú của nó khá là đẹp này. Đây. Chỉ bị mất một chỉ có một khuyến này bị mất đá thế này. Khuyến này bị mất đá. Còn lại 1 2 3 4 5. 5 khuyến đẹp. Kể cả đầu bú, con khuyến này bị mất đá. 1 2 3 4. Cái này 4 khúc. Các khúc các giống ở phía trong thì con mới. Chỉ có giống ở phía ngoài thì nó bị trầy xước nha mọi người. Đọt này á, đọt này đọt 2,5. Đọt 2,5. Đọt tháp chưa được. Đọt 2,5 tháp chưa được nha mọi người. Đây. Đọt tháp 2,5 chưa được. Ngon. Độ cứng này 30 trở lên. Cái này thì chỉ bị một lỗ duy nhất là cái khuyến này mất đá thôi. Đây, cái này cái số 16. Mình bán 500. 16, 500. Ok. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Ai mua hàng liên hệ mình là 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người nhiều.